Chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Khai Nguyên Vlog nha. Hiện nay thì đèn đồ chớp là cái dòng lan đang rất là hot trên thị trường, được nhiều người sưu tầm. Đây là cái dạng đột biến của lan dendro. Màu sắc của hoa bị mất màu từ trong ra ngoài hoặc là từ ngoài vào trong theo kiểu tia chớp, tạo nên những cái mảng màu xen kẽ nhau rất là đẹp. Người ta gọi là đột biến tia chớp hay gọi tắt là dendro chớp. Dendro chớp có sức cuốn hút rất là kỳ lạ bởi sự đa dạng của từng loại hoa. Mỗi cây dendro chớp được sổ ra đều cho mặt hoa khác nhau, như cánh cong, cánh dài, cánh xoắn, chớp sâu hay là chớp nông, tạo cái sự riêng biệt độc đáo cho từng loại dendro chớp. Trong video này, kênh Khai Nguyên Vlog xin giới thiệu và chia sẻ với mọi người về dòng lan dendro đột biến có tên là chớp biệp. Dendro chớp biệp thuộc dòng dendro nắng, có mặt hoa chớp màu vàng đỏ rất là đẹp, đáng để chúng ta sưu tầm. Chớp biệp có viền hoa màu vàng, bên trong có màu đỏ vô cùng đẹp, lưỡi hoa thì cũng chớp luôn. Dòng lan dendro chớp biệp này có vòi dài, nhiều bông, tông màu vàng đỏ rất là sáng, hoa thì nở rực rỡ, được nhiều người yêu thích. Chớp biệp có hương thơm vô cùng dễ chịu. Khi đứng gần, chúng ta có thể cảm nhận được cái mùi thơm của hoa, tương tự như là lan bensuda. Cây thì chuẩn mặt hoa, xiên hoa, hoa thì nở quanh năm với cái sắc vàng đỏ rực rỡ trong các cái lộ hoa lan. Thân lá của chớp biệp thì không được xum xê như những cái dòng lan dendro khác. Thân thì dạng lá tre, ốm, thon dài, tầm trung, cao từ 25 tới 40 cm. Bộ lá thì cũng không đẹp lắm, tuy nhiên hoa thì nở rất là đẹp, hết chỗ chê luôn. Nhiều người cũng hay thắc mắc là tại sao gọi dòng lan này là chớp biệp. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vài thông tin về nguồn gốc của nó trong vài giây nữa. Ngay bây giờ mọi người hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi cho bạn bè cùng xem để ủng hộ kênh Khai Nguyên Vlog nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trước đây, hoa lan dendro chớp tại Việt Nam rất là hiếm. Thời gian đầu chủ yếu nhập từ Thái Lan. Người Thái sổ chớp rồi nhân giống ra nhiều, bán cho các nhà vườn ở Việt Nam với giá cũng khá rẻ. Do thị trường còn quá ít người chơi nên nhà vườn sau khi nhập cây từ Thái về rồi bán lại cho những cái người sưu tầm với giá rất là cao. Lợi dụng cái thời điểm nhạy cảm về giá nên có một số nhà vườn còn lường gạt khách hàng, bán không đúng cây. Sau này khi sự thật đã phơi bày, nhiều người chơi lan biết rằng đây chỉ là những cái cây giá rẻ. Ngoài ra, những cái người sưu tầm sổ ra cái mặt hoa cũng không đúng, nên vừa tức giận vừa buồn vì cái sự bịp bợm gian thương nên gọi dòng lan này là chớp biệp. Từ đó đến nay, cây này được người chơi lan định danh luôn là chớp biệp. Nguồn gốc về dendro chớp biệp là những cái thông tin mà Nguyên đã sưu tầm, đã biết và chia sẻ lại cho quý anh chị và các bạn thôi. Nếu còn có thông tin nào khác về cái tên chớp biệp này thì mọi người bình luận bên dưới video này để cho người chơi lan hiểu rõ thêm nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Khai Nguyên Vlog. Hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi cho bạn bè cùng xem để Khai Nguyên có thêm động lực thực hiện nhiều video hữu ích trong thời gian tới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.